ngày 19 tháng 12, công ty Than Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023. Theo đó, năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trên 4 mặt công tác, trong đó nổi bật là chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm và xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi thời điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 89% đạt khá, giỏi. 100% hội viên tham gia tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển. Nhân dịp này có 2 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng địa phương và Hội Cựu Chiến binh năm 2023 đã được biểu dương, khen thưởng.